Là người vô cùng kín tiếng trong chuyện đời tư, Hồ Bích Trâm gây bất ngờ khi thông báo chính thức lên xe hoa ở tuổi 31. Đám cưới của nữ diễn viên đã diễn ra vào ngày 5 tháng 5 tại Quảng Ngãi. Hôn lễ ở Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng 5 đã bị hoãn lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sau bao ngày giấu kín bưng dung mạo ông xã, sáng ngày 6 tháng 5, Hồ Bích Trâm đã giữ đúng lời hứa tung ảnh cưới Full HD để chiều lòng người hâm mộ. Mặc dù lớn hơn vợ tận 7 tuổi nhưng chồng Hồ Bích Trâm vẫn rất trẻ trung, phong độ và điển trai. Nhiều người còn nhận xét anh có vẻ bề ngoài không khác gì các diễn viên nam VBIS. Đặc biệt dân tình còn cho rằng Hồ Bích Trâm và chồng có tướng phù thê, nụ cười của cặp đôi không lệch đi đâu được. Được biết chồng Hồ Bích Trâm tên là Trọng, đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và không hoạt động showbiz. Cặp đôi đã có khoảng thời gian hẹn hò kín tiếng trước khi kết hôn. Vì vậy nên chồng Hồ Bích Trâm có mối quan hệ thân thiết với các sao VBIS như Hà Trí Quang, Hải Băng. Nữ diễn viên cho biết chồng là người âm thầm đưa đón cô đi đóng phim, dự sự kiện trong suốt thời gian qua. Ông xã Hồ Bích Trâm có vẻ ngoài trẻ trung hơn so với tuổi. Anh có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Hà Trí Quang. Sáng nay nam diễn viên đã đăng khoảnh khắc này và chúc mừng bạn thân. Người bí ẩn đã được bật mí, chúc em gái luôn hạnh phúc. Đám cưới của Hồ Bích Trâm và chồng tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng 5 đã bị hoãn lại do ảnh hưởng của dịch bệnh.